Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đã được Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình tích cực triển khai và ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các đoàn viên, trở thành động lực thúc đẩy tổ chức công đoàn tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Đối với hoạt động công đoàn, Bác Hồ từng căn dặn, công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật. Trong công tác, cán bộ công đoàn phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân. Thực hiện lời dạy của Bác, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã không ngừng phát triển và trở thành điểm tựa cho đông đảo công nhân, viên chức, người lao động. Toàn huyện Yên Bình hiện có gần 3.400 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 110 tổ công đoàn cơ sở. Học tập và làm theo lời Bác, các cấp công đoàn của huyện đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, người lao động hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị. Từ đó, phát động phong trào làm theo lời Bác, gắn với các phong trào thi đua của từng đơn vị như khối cơ quan hành chính, khối doanh nghiệp, khối xã, phường, thị trấn. Trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2020, thì các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của huyện Yên Bình đã đạt được các kết quả khá là tích cực. Thế và đã được cụ thể hóa đối với từng loại hình công đoàn cơ sở. Ví dụ như phong trào thi đua tham mưu giỏi phục vụ tốt đối với đoàn viên công đoàn khu vực hành chính sự nghiệp, rồi phong trào thi đua năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn đối với đoàn viên công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo gắn với phong trào thi đua hai tốt ở trong trường học, rồi là phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà đối với nữ công nhân viên chức lao động. Đặc biệt là phong trào công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới thì đã góp phần tích cực trong việc đưa 3 xã của huyện Yên Bình về đích nông thôn mới năm 2020 theo kế hoạch. Là tổ chức đại diện và chăm lo bảo vệ quyền lợi cho công nhân viên chức người lao động, việc học tập và làm theo lời Bác đối với Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình trước hết là việc thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của tổ chức. Do đó, công đoàn phối hợp với các cấp quản lý thực hiện việc bảo vệ quyền lợi lương, thưởng và các chế độ chăm sóc giúp đỡ người lao động. Trong ngôi nhà mới xây ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, chị Lương Thị Bắc, công nhân công ty cổ phần Yên Thành không giấu nổi niềm vui và sự xúc động. Với đồng lương của hai vợ chồng là công nhân, lại nuôi mẹ già và con cái ăn học, thật khó để dành dụm được vài trăm triệu đồng xây dựng một căn nhà mới. Thấu hiểu khó khăn đó, năm 2020, công đoàn công ty cổ phần Yên Thành đã ủng hộ cả về tiền của, thời gian, giúp đỡ vợ chồng chị Bắc hoàn thiện căn nhà mới với diện tích hơn 150m2. Cứng trên, bền dưới, ngôi nhà không chỉ là nơi kiên cố để ở, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của đồng nghiệp công ty cổ phần Yên Thành dành cho chị Bắc. Tôi rất là vui vì ban lãnh đạo công ty và công đoàn công ty đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi là trên đã cứng này, dưới thì đã có chắc chắn rồi. Chúng tôi đã sẽ dồn hết tâm huyết vào công ty. Tôi yên tâm và đã nuôi dạy con ăn học đến nơi đến chốn. Đối với vai trò là chủ tịch công đoàn và ở ban chấp hành công đoàn thì công ty cổ phần Yên Thành thì rất là quan tâm và chăm lo đến đời sống rồi là tinh vật chất tinh thần của các đoàn viên, và cụ thể bằng những việc như 100% đoàn viên của công ty cổ phần Yên Thành là được tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động. Và thứ hai là cái hoạt động chăm lo đối với việc ốm đau của các đoàn viên là rất là kịp thời đối với đoàn viên và tạo cho đoàn viên cái tinh thần làm việc và cái tin tưởng vào ban chấp hành công đoàn và bộ máy lãnh đạo của công ty. Cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, việc học tập và làm theo lời Bác được Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình phát động rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thông qua các phong trào thi đua. Từ những phong trào thi đua như hai tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Đã xuất hiện những cách làm hay, phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, vai trò và đóng góp của tổ chức công đoàn đã được khẳng định tại các đơn vị. Thuộc khối trường học, công đoàn trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình luôn xác định
thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là gắn kết việc làm theo lời Bác với hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng người giáo viên gương mẫu, các thế hệ học sinh chăm ngoan, học giỏi. Do đó, công đoàn phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác, lựa chọn những vấn đề xã hội quan tâm để tập trung giải quyết như đào tạo bồi dưỡng giáo viên, vấn đề đạo đức nhà giáo, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì phía bên công đoàn chúng tôi đã gắn các cái mục tiêu của chỉ thị 05 vào những hoạt động cụ thể của nhà trường và đặc biệt là đối với trường học, đó là hoạt động về chuyên môn và tổ chức cho công đoàn viên ký cam kết về thực hiện chỉ thị 05 và ký cam kết về và đăng ký các kế hoạch học tập theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên chuyên môn thì phối hợp với chuyên môn đồng cấp thì công đoàn nhà trường đã phát động các phong trào như là dạy tốt, học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo. Và cái cho học sinh là các lớp đều có những tuần học tốt, ngày học tốt và hoa điểm 10 được bên đội tổng kết và khen thưởng vào các tuần trong tháng. Nhiều năm giảng dạy tại trường, cô giáo Ngô Thị Hồng Thao luôn là một trong những giáo viên có thành tích giảng dạy nổi bật. Với cô, ngoài việc tự học, tự đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp giảng dạy, thì cô Thao còn tích cực tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi do công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn. Là một giáo viên và là một đoàn viên công đoàn, thì trong thời gian vừa qua thì tôi được các cái tổ chức công đoàn rất là chăm lo bảo vệ quyền lợi của mình và phát động các cái phong trào thi đua. Do đó mà tôi luôn luôn xác định cái nhiệm vụ trọng tâm của mình, đó là gắn liền cái công tác giảng dạy với các cái phong trào thi đua của ngành. Để việc triển khai sâu rộng, lan tỏa, hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến các đoàn viên, một trong những cách làm sáng tạo mà Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình triển khai trong việc thực hiện chỉ thị 05 là phát động phong trào mỗi chủ tịch công đoàn một tấm gương tiêu biểu, hướng đến xây dựng người chủ tịch công đoàn ở cơ sở gương mẫu và tiên phong. Cuộc vận động mỗi chủ tịch công đoàn một tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì Liên đoàn Lao động huyện đã phát động từ năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái, và chúng tôi phát động lấy luôn cái ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác. Thế và khi mà triển khai cái cuộc vận động này thì đã được các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở hưởng ứng rất là tích cực, về đạt rất là hiệu quả, và cái mục đích ấy cũng chính là phát huy vai trò của người đứng đầu. Nhiều năm liền là chủ tịch công đoàn cơ sở chi cục thủy sản, anh Hoàng Ngọc Đại hiểu rõ công đoàn là tổ chức chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Do đó, với vai trò của mình, anh cùng ban chấp hành công đoàn không chỉ phối hợp với lãnh đạo đơn vị đảm bảo các chế độ lương thưởng, hỗ trợ chăm lo vật chất tinh thần cho người lao động, mà còn khuyến khích động viên người lao động gắn công tác chuyên môn với thực tiễn cuộc sống, áp dụng kiến thức của những kỹ sư thủy sản vào việc phát triển kinh tế. Mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với nuôi cá giống trong ao đạt năng suất cao của anh Đại được đánh giá là mô hình điểm không chỉ của Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình mà còn là mô hình điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh. Với cương vị là một đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở, chúng tôi nhận thức rất là rõ về cái chương trình phát động và làm những tấm gương điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng. Với điều kiện gia đình chúng tôi có diện tích ao là 1.000 m², được cái thuận lợi về nguồn nước cũng như là về cái vị trí địa lý để chăn nuôi thủy sản. Với lĩnh vực chuyên môn chúng tôi hiện có, chúng tôi đã xác định được đối tượng nuôi cá trong ao đạt hiệu quả tức là tốt. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà các cấp công đoàn huyện Yên Bình đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ công nhân viên chức người lao động toàn huyện tiếp tục rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đam mê sáng tạo và yêu khoa học công nghệ cơ khí, Đại úy Tạ Đức Cảnh, Phòng Kỹ thuật Công nghệ nhà máy Z183 luôn nỗ lực học tập và rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, anh đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong đơn vị. Mục gương sáng làm theo lời Bác kỳ này, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với Đại úy Tạ Đức Cảnh qua phóng sự sau đây. Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2014, anh Tạ Đức Cảnh được phân công về làm việc tại Phòng Kỹ thuật Công nghệ, nhà máy Z183, công ty trách nhiệm hạn một thành viên cơ khí 83. Tuổi trẻ, tri thức, sự đam mê, nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng trong công việc chính là thế mạnh của chàng kỹ sư trẻ tuổi khi đó.
Được phân công về nhà máy Z183, anh Cảnh được làm đúng công việc chuyên môn mình yêu thích là nghiên cứu, sáng tạo, sửa chữa cải tiến, nâng cấp các sản phẩm của đơn vị. Bản thân là một trợ lý kỹ thuật, trong quá trình mà tham gia các cái thiết kế hoặc chế tạo các cái sản phẩm mới là cũng là người đầu tiên là khi mà các cái sản phẩm mới về tôi được tiếp nhận và triển khai các cái sản phẩm mẫu đó, sau đó mới triển khai hàng loạt, thì bản thân tôi là cũng rất là vui mừng khi được lãnh đạo chỉ huy nhà máy là tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi. Và khi được giao nhiệm vụ thì tôi cũng quyết tâm để hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Nếu như làm việc trong môi trường của một đơn vị quốc phòng rèn luyện cho đại úy Tạ Đức Cảnh sự nghiêm khắc cẩn trọng trong công việc, thì với vai trò là kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, anh còn có sự tỉ mỉ, chính xác, sự sáng tạo và đam mê. Trong công việc, anh Cảnh luôn suy nghĩ quá trình lao động sản xuất, chỉ cần phát hiện ra những hạn chế nhược điểm của máy móc, thiết bị hay sản phẩm, thì người cán bộ phải tìm cách cải tiến, sửa chữa để máy móc hoạt động trơn tru, sản phẩm làm ra đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Từ đó, trước khi bắt tay vào thực hiện một sản phẩm mới, anh luôn dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi từ nhiều nguồn kiến thức. Quá trình gia công chế tạo, anh luôn theo sát quy trình thực hiện của công nhân để phát hiện các hạn chế, kịp thời có những cải tiến cho phù hợp. Nói về sáng kiến và cải tiến kỹ thuật thì nó không chỉ là không phải là như mọi người vẫn hiểu nó là cái gì to tát, mà nó chỉ là những cái thay đổi nhỏ thôi cũng là một sáng kiến. Từ những cái nhỏ chúng ta sẽ góp dần thành những cái lớn. Nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật với anh Cảnh đôi khi chỉ là sự thay đổi nhỏ trong quá trình chế tạo, gia công sản phẩm mới. Nhưng cái khó là ở chỗ, để hiện thực hóa ý tưởng thì phải tính toán và có lập luật chặt chẽ. Đồng thời khi cải tiến phải dựa trên công nghệ sản xuất các sản phẩm của nhà máy. Điều đó đồng nghĩa với việc ý tưởng cải tiến không chỉ thể hiện sự hiệu quả, tính ưu việt mà còn phải có sự khả thi, thực hiện và áp dụng rộng rãi tại đơn vị. Ý tưởng nghiên cứu thiết kế chế tạo bếp nướng không khói sử dụng than hoa kiểu dáng mới, phục vụ thị trường trong và ngoài nước do đại úy Cảnh và đồng nghiệp thực hiện là một ví dụ. Trong những năm vừa qua, thì khách hàng trong nước và ngoài nước cũng biết đến nhiều cái sản phẩm do nhà máy Z183 chế tạo. Một trong số đó là có cái sản phẩm bếp nướng xuất khẩu là sử dụng với than hoa không khói. Từ yêu cầu của nhà máy và đòi hỏi của đơn vị đặt hàng cho việc nâng cao chất lượng đổi mới hình thức mẫu mã sản phẩm cho bếp nướng, đại úy Cảnh và đồng nghiệp đã dày công tiến hành khảo sát, phân tích các thông số về bếp nướng sử dụng than hoa không khói, từ đó đưa ra bản thiết kế mẫu bếp mới, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo hoàn thiện sản phẩm. Các công đoạn này phải mất cả năm trời để thực hiện và vài lần sửa đi làm lại mới cho ra một sản phẩm bếp nướng không khói thỏa mãn các tiêu chí của thị trường. Không chỉ sáng tạo đam mê trong công việc, với vai trò là kỹ sư, chủ ý tưởng trong cải tiến khoa học, anh Cảnh luôn biết cách phối hợp với đồng nghiệp, phân công việc hợp lý đúng người đúng việc, đúng lĩnh vực mà mỗi người có thế mạnh. Chính điều đó đã phát huy được sự sáng tạo của từng thành viên, tạo thành sự đoàn kết thống nhất trong quá trình thực hiện công việc. 7 năm công tác tại nhà máy Z183, anh Cảnh đã tham gia đóng góp công sức ý tưởng, hiện thực hóa nhiều cải tiến kỹ thuật ở đơn vị. Có thể kể đến cải tiến về sản phẩm hộp sắt xuất khẩu, hộp sắt 120, hộp sắt 108, bếp nướng than hoa không khói. Ở cải tiến nào, anh Cảnh cùng đồng nghiệp cũng dành trọn vẹn sự tâm huyết để tạo ra những hoàn thiện nhất, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị cho sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị, đồng thời khẳng định sự sáng tạo kỹ năng tay nghề của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân trong nhà máy. Hiện nay là đồng chí Cảnh đã trở thành một cán bộ quản lý, là một quản đốc phân xưởng. Thì đây cũng là một trong những cán bộ trách nhiệm, đam mê với công việc và cũng luôn luôn là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cũng được cán bộ công nhân viên nhà máy, cán bộ nhân viên đơn vị thì cũng luôn luôn là quý mến, tin tưởng. Còn đối với lãnh đạo chỉ huy chúng tôi thì khi giao việc cho cán bộ này là chúng tôi cũng luôn luôn yên tâm. Thì đây cũng là một cán bộ trẻ rất có năng lực và có cái triển vọng phát triển tốt. Đứng trong hàng ngũ của một đơn vị quốc phòng, đại úy Tạ Đức Cảnh luôn thể hiện sự rắn giỏi, cương nghị và tinh thần trách nhiệm. Ở anh, mục tiêu cho công việc là rèn luyện để trở thành người quân nhân gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Những hạt giống đỏ như đại úy Tạ Đức Cảnh sẽ xây dựng nên hình ảnh đẹp về người quân nhân quốc phòng Việt Nam.